Mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước sông Hồng dâng cao đột biến, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cây trồng, vật nuôi của các hộ dân sinh sống khu vực ven sông. Cơn bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cả về tinh thần và vật chất, đặc biệt là các hộ dân trồng quất cảnh tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội. Vâng thưa quý vị, nơi mà tôi đang đứng là một vườn quất nằm trên địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Những cây quất cao lớn chỉ còn lại phần ngọn nổi lên trên mặt nước. Cơn bão số 3 đã nhấn chìm toàn bộ công sức của những hộ dân trồng quất ở khu vực ven sông Hồng. Và chỉ còn vài tháng nữa thôi thì cũng đã đến mùa thu hoạch. Những cây quất này sẽ phục vụ người dân thủ đô chơi Tết. Tuy nhiên thì đến thời điểm này, toàn bộ công sức của người dân dường như đã trở về con số 0. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng cây quất cảnh, đây là lần đầu tiên anh Phùng Văn Tuấn phải gánh chịu thiệt hại lớn do cơn bão số 3 gây ra. 700 gốc quất được anh chăm bón, cắt tỉa tỉ mỉ đã đơm hoa kết trái, phát triển xanh tươi chỉ chờ ngày thu hoạch, đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Ngâm mình dưới nước để nỗ lực cứu cây với hy vọng cứu được cây nào hay cây đó. Có lẽ đối với anh, trận lũ năm nay sẽ là ký ức mà anh khó có thể quên. Từ hôm qua, chiều qua thì nó chưa ngập nước. Từ chiều qua đến chiều này nó lên tầm khoảng 1,5 mét nước rồi. Nên cái thiệt hại này thì nó rất lớn. Cái này thì tôi không biết nói như thế nào được cả. Đấy, do thiên tai thôi. Đây nó thiệt hại rơi vào tầm 1-2 tỷ. Đấy, chỉ còn có một vài tháng nữa thu hoạch thôi. Mà đến bây giờ nó như thế này rồi cũng không biết làm thế nào nữa. Đây không có một cái từ ngữ gì để diễn tả cái nỗi khổ của người nông dân lúc này. Nhìn về phía bờ sông, bà Bùi Minh Thuần không khỏi đau xót, bởi chỉ sau một đêm, vườn quất của gia đình bà đã nằm sâu trong biển nước. Sự lo lắng luôn hiện hữu trên gương mặt bà, bởi đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Dân làng nghề, không có nghề gì mà chỉ là trồng quất. Thế mà bây giờ cả một năm trời mà trồng một cái quất. Bây giờ nước mưa to, gió lớn, bão, mất 2 ngày bão. Bão thì khi quật đổ ấy, các cây quất phải dựng lên. Khi vừa dựng được lên cây quất thì tiếp theo là nước lên, ngập. Đấy, bây giờ dân tình là khó khăn. Trồng từ lúc còn bé, vào từ lúc tháng riêng. Từ tháng riêng đến bây giờ, khi cây quất đã đơm hoa kết trái để chuẩn bị để là vào cứu hoạch. Thế nhưng bây giờ tự dưng là mất hết. Nhà từ sáng giờ cũng rất là vất vả, huy động tất cả họ hàng anh em. Trong gia đình mấy con người chạy quất từ đêm qua cho đến sáng nay mà đấy cho vừa cho lên đây buổi sáng thì lại lên đến đây. Bây giờ thật là cũng không còn chỗ để chạy được nữa rồi, cũng hết cách rồi. Cả năm chở vất vả. Thương bố mẹ em làm cả năm từ cây còn bé xíu này. Bây giờ làm những ngày thu hoạch rồi mà cũng lại như này. Nếu mà ngập lên nữa thì hỏng hết cây, chỉ bỏ thôi, cũng không có cách nào cứu được cả. Để mang đến cho người dân những sản phẩm đẹp và chất lượng, người nông dân trồng quất tại Tứ Liên đã phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Mỗi cây quất được nâng niu chăm sóc trong một thời gian dài như những món quà tinh thần gắn bó với người trồng cây. Nếu mà cho tôi được cảm xúc, có khi tôi khóc mất, tại vì quá đau xót. Mong muốn thì làm sao cho nước nó rút nhanh thôi, để cho bà con nước ra nhanh thì cây nó đỡ bị thiệt hại. Còn những cái cây ngoài kia mình chưa vận chuyển được thì nước nó rút đi thì mình còn vớt vát được tí nào thì hay tí đấy.